Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, trong ngày 21 tháng 12 năm 2022 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ được âm phù, dương trợ, cho nên các bạn sẽ gặp may mắn tột đỉnh, khó có ai có thể sánh kịp. Và đó là các con giáp Dần, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi. Những con giáp kể trên sẽ được bề trên ban lộc, gặp may mắn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, từ chuyện công việc đến chuyện tiền bạc, tình cảm. Ai đang nghèo khó thì sẽ có người cho tiền, ai đang thất nghiệp sẽ bất ngờ tìm được một công việc trong mơ, ai chưa có người yêu thì có khả năng cao sẽ tìm được một nửa kia như ý. Các bạn hãy hoan hỉ mà nhận tài lộc nhé! Tuổi Dần. Cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của bản mệnh. Ngày này, những kế hoạch, dự định của bạn đều báo tin vui về, đem tới cho con giáp sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày. Nhân đàn này, những chú hổ nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bạn luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy, luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bạn. Nếu gặp khó khăn, hãy chia sẻ với mọi người. Tam hợp giúp người tuổi Dần xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn ký kết hợp đồng hoặc mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Mộc sinh hỏa báo hiệu tình yêu lứa đôi vô cùng hạnh phúc. Bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp, người ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên lớn cho cả hai. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Sa Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Với người tuổi Thìn, thiên ấn báo hiệu hôm nay là một ngày làm việc ổn định và có thể thu được thành tích cao với con giáp này. Nếu đang làm công việc hành chính, bạn có cơ hội được đi công tác, hội thảo, trau dồi chuyên môn, tạo quan hệ xã giao và thêm các mối quan hệ hữu ích. Tài lộc trong ngày không có gì phải lo lắng, cả nguồn thu chính và phụ đều ổn, đảm bảo cho bạn cuộc sống đủ ăn, đủ tiêu. Nếu thì muốn bứt phá thì cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không thể mãi an nhàn như hiện tại. Hỏa sinh thổ cho thấy, những người độc thân có thể sẽ có cơ hội phát triển từ mối quan hệ tình bạn thành tình yêu. Cả hai có sẵn tự tin tưởng dành cho nhau nên tình cảm tiến triển khá nhanh. Nếu bạn cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì hãy thử mở lòng mình đi nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Được lục hợp che chở, vận khí ngày này của tuổi Mùi vô cùng vượng phát. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng, nhiều may mắn gặp được người giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng hướng. Tận dụng được thời cơ này nên bản mệnh đã nắm được những gì có lợi cho mình, đạt được thành tựu đáng kể. Vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến. Hôm nay, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh, cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh, không lo thiếu thốn. Nhưng bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch, không nên phung phí, kẻo khi túng thiếu lại trắng tay. Chuyện tình cảm cũng đang khá tốt đẹp, nhờ hỏa dưỡng thổ, đôi lứa có sự ăn ý ngầm mà chẳng cần phải nói ra miệng. Giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Người tuổi Thân cho thấy sự dứt khoát và khả năng thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh vào ngày Tỷ Kiên nhập mệnh như hôm nay. Khi nghe phát hiện ra cách làm của mình không phù hợp, bạn chẳng ngần ngại điều chỉnh kịp thời để không làm gián đoạn quy trình. Nhờ vậy mà hiệu suất công việc luôn được đảm bảo. Tình hình tài chính của tuổi Thân trong hôm nay nhìn chung khá ổn định. Tuy nhiên bạn vẫn cần có kế hoạch tiết kiệm, kẻo số tiền kiếm được chẳng mấy chốc mà tan biến. Nếu bạn không định đầu tư ngay thì có thể gửi chúng vào tài khoản ngân hàng cho an toàn. Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên của con giáp này bị ảnh hưởng nặng nề, người độc thân không thuận lợi trong việc làm quen với những người khác giới. Duyên đến rồi đi khá nhanh, các cặp đôi nảy sinh tranh cãi, giận hờn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất, với sự xuất hiện của tam hợp cục, người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài. Nhờ vậy, bạn có thể được giúp đỡ kịp thời khi cần. May mắn còn đến với những con giáp này trong chuyện tiền bạc. Bản mệnh được lộc trời ban nên tài vận thăng tiến, tiền bạc ào ào, đầy ắp túi. Song người tuổi Tuất vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chứ đừng vung tay quá chán. Cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Ngũ hành tương sinh nên càng lúc càng đẩy chuyện tình cảm thêm khởi sắc. Các cặp đôi sẽ phải trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, có thêm kỷ niệm đẹp gắn kết hai người lại với nhau. Dù đôi lúc vẫn còn chút tranh cãi, giận hờn, nhưng sau cùng tình yêu vẫn vượt qua được tất cả. Trong ngày Canh Ngọ, tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất nhìn chung khá ổn định. Tuy trong quá trình phấn đấu gặt hái thành công, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi vất vả một chút. Song may là bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lui sự mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cũng không nên xem nhẹ. Dù còn trẻ tuổi đi nữa, bản mệnh cũng nên có kế hoạch sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng tạo sức áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để cơ thể ngày một dẻo dai, khỏe mạnh. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, thực thần xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Hợi báo hiệu vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc đáng mừng. Con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc bản mệnh được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc. Vận trình sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi sắc. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà rộng mở vô cùng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này chưa được suôn sẻ do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng. Đôi khi đừng quá sao đo trong tình yêu, cứ nghe con tim mách bảo và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình nhé Hợi. Càng suy nghĩ, đôi khi sẽ càng sai lầm. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Canh Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Lộ Bàng Thổ, ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành hòa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Các tuổi kỵ là tuổi Bính Tý và Giáp Tý. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!